Thưa quý vị và các đồng chí, trước diễn biến phức tạp của tình hình cháy nổ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, mà nguyên nhân chủ yếu là các cơ sở vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an đã phát động cao điểm tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy chữa cháy. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, từ ngày 15 tháng 10, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đồng loạt ra quân cao điểm 60 ngày đêm, tổng rà soát, kiểm tra cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Thực hiện triệt để phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, đợt tổng kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan, đồng thời đánh giá đúng thực trạng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó phát hiện và xử lý dứt điểm, kịp thời tình trạng các cơ sở không đủ điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn hoạt động. Đây cũng là dịp để tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, kỹ năng của người dân về công tác phòng cháy chữa cháy, củng cố kiện toàn lực lượng làm công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu dân cư, cơ sở, đáp ứng phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo thực chất, hiệu quả. Các đơn vị, công an, các địa phương, lực lượng phòng cháy cháy đã triển khai các đoàn tiến hành kiểm tra. Đến giờ phút này thì PC07 chúng tôi cũng kiểm tra được 100 cơ sở. Công an các địa phương đang kiểm tra các cái số liệu thì có báo cáo hàng ngày, hàng tuần. Và công an tỉnh cũng đã tổ chức cái hội nghị triển khai 60 ngày đêm tổng rà soát kiểm tra công tác phòng cháy cháy trên toàn tỉnh. Và các đơn vị PC07 và công an các địa phương cũng đã ký cái cam kết nhằm đạt được các cái chỉ tiêu đề ra. Theo kế hoạch, từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh sẽ đồng loạt kiểm tra, rà soát 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn. Kết quả sau một tuần ra quân cho thấy, phần lớn doanh nghiệp có ý thức phòng cháy chữa cháy, chú trọng đầu tư trang bị đủ thiết bị, điều kiện phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Nhiều doanh nghiệp cũng thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở. Lãnh đạo công ty để mà thực hiện cái công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn trong sản xuất cũng như là bảo đảm an toàn cho toàn xã hội. Tôi cũng sẽ cố gắng nếu những cái gì mà còn mà cần phải nâng cấp hơn nữa thì chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật về phòng cháy chữa cháy. Và cứu nạn hộ thì ở cảng thì là phải đưa lên cái hàng đầu là có nghĩa là an toàn cho chính bản thân của cảng và cũng của bà con ghe thuyền, thì cũng được sự quan tâm của bên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhắc nhở cảng là thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy để hỗ trợ cho bà con khi cần thiết, và là cũng nâng cao cái tinh thần là trách nhiệm cho phòng cháy chữa cháy để là gì, là nhắc nhở bà con là đề phòng cái việc cháy nổ ở dưới ghe thuyền cũng như ở trên bờ mặt cảng. Bên cạnh đó, qua thực tế kiểm tra vẫn còn số ít cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ thiếu sót trong phòng cháy chữa cháy, như hành lang thoát nạn bị hàng hóa che chắn, hệ thống điện không đảm bảo an toàn, thiết bị phòng cháy chữa cháy chưa đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu những cơ sở doanh nghiệp còn thiếu sót phải nhanh chóng khắc phục. Lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn, kiến nghị người dân thực hiện các kiến nghị về phòng cháy, và đối với những cái hành vi mà vi phạm về phòng cháy thì tiến hành xử lý, tiến hành lập biên bản và xử lý vi phạm. Qua quá trình kiểm tra thì giúp cho doanh nghiệp phát hiện được các sơ hở thiếu sót của chính mình và tăng cường tự kiểm tra để hạn chế phát sinh các nguyên nhân gây ra cháy nổ và hạn chế các cái vụ cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng, gây cháy lớn, thiệt hại về tài sản mọi người. Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là trách nhiệm của toàn xã hội. Cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy không chỉ gắn với trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan chức năng, mà còn nâng cao ý thức chủ động trong phòng ngừa cháy nổ của người dân, doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại do cháy nổ gây ra.